Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 11, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi còn có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp đoàn có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội về kết quả triển khai nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, tỉnh ủy Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ tính mạng sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 17 tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận tổng cộng 10.685 ca mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện là 7.206 ca. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi trên 91,45% và tỷ lệ tiêm hai mũi trên 65,16%. Hiện đang tăng cường tiêm cho đối tượng dưới 18 tuổi. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, sản xuất nông nghiệp được duy trì và có bước phát triển, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng trong năm 2021 với tổng kim ngạch đạt 1 tỷ 150 triệu đô la Mỹ, vượt 15% chỉ tiêu nghị quyết. Ước thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 4.123 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2020. Các hoạt động văn hóa giáo dục được điều chỉnh kịp thời, triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn vận động tài trợ đợt 1 năm 2021 với số lượng 849 căn, kinh phí là 42,5 tỷ đồng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Qua các ý kiến nhận xét trao đổi của thành viên đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực tích cực của Sóc Trăng trong việc thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý địa phương một số vấn đề trong thời gian tới. Rồi các đồng chí phải bàn cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2022. Một tháng rưỡi còn lại là phải quyết liệt, là một là cái giải ngân đầu tư công, thì các đồng chí nói là sẽ giải ngân trên 90%, rồi tiêm vaccine là có thuốc là phải tiêm ngay, rồi phải quyết liệt các cái chỉ tiêu, những cái chỉ tiêu mà chúng ta còn thấy khó đó là phải quyết liệt từ đây tới 31 tháng 12, làm là coi như là bằng một cái hành động quy cả động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chúng ta làm thực hiện bằng được các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội, rồi đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ các cái đối tượng chính sách theo chủ trương của Quốc hội, của Chính phủ, giám sát làm sao hỗ trợ đến hộ gia đình, đến cái người dân là được thụ hưởng, tránh trùng lắp, tránh sai sót. Tôi rất tin tưởng với những cái sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và cái sự đồng thuận của nhân dân, nhiều cái chủ trương của Đảng, của nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cái bộ ngành tương đối đầy đủ rồi, bây giờ chỉ còn cái kiểm tra cái tổ chức thực hiện làm sao cho nó tốt. Ngoài những giải pháp tự phấn đấu, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng nêu ra một số khó khăn và kiến nghị Trung ương cần sớm đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án cảng cá Trần Đề, dự án cầu Đại Ngãi, mở rộng thêm tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu, cần giúp cho Sóc Trăng đẩy nhanh tiến độ nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và chuyển nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 và 3 thành nhà máy điện khí hóa lỏng, cùng một số biện pháp tăng cường hiệu quả, hiệu lực phòng chống dịch bệnh. Thì với Sóc Trăng đó, thì khi thực hiện nghị quyết 30 đó, để đã tạo điều kiện cho Sóc Trăng là chúng tôi tranh thủ được những cái nguồn kinh phí mà trước đây theo quy định của pháp luật thì không được, thì với nghị quyết 30
và những cái nghị định hay là những cái nghị quyết của chính phủ kèm theo đó, hướng dẫn của các bộ ban ngành, thì giúp cho Sóc Trăng chúng tôi có cái nguồn, thí dụ như sử dụng những cái nguồn mà cải cách tiền lương hay là những cái nguồn mà chi dự phòng và chi thường xuyên vân vân đó, rồi chi đầu tư mà chưa sử dụng để mà phục vụ công tác phòng chống dịch và một số cái cơ chế chính sách khác nữa. Thứ hai nữa là khi mà nghị quyết 30 đó, thì chúng tôi triển khai cái nghị quyết 128 của chính phủ thì nó thuận lợi, nó đồng bộ, nó tạo cái hiệu ứng, cái tác dụng bổ trợ rất lớn cho khi thực hiện cái thích ứng an toàn, kiểm soát dịch, hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Thì báo cáo đồng chí Phó Tịch Thường trực Quốc hội và trong đoàn thì chúng tôi sẽ cố gắng để trong cái thời gian còn lại dồn hết sức để mà vừa thực hiện tốt phòng chống dịch và thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân đã đề ra để góp phần cùng với cả nước là thực hiện thành công mục tiêu kép, cũng như là góp phần cùng với nước đưa cái cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới. Trong chuyến làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ phòng chống Covid-19. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ Sóc Trăng 500 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà đại đoàn kết.